hay là người ta đồng ý gì đó, mình muốn mình phải làm sao? Theo như em, từng bước mình làm như thế nào? Khó, chưa bao giờ. Bây giờ mình phải không? Chưa thì bây giờ mình phải thử tưởng tượng chứ. Chắc là kiếm chỗ nào vắng vắng hôn tạm cái, hôn tạm cái. Hôn tạm hả? Trời ơi, hôn mà tạm. Nhào vô hôn luôn. Hay là có xin, hay là chỉ cần thử thử rà rà, hay là mình có xin, có mà nói cho anh hôn em nghe, hay là mình cứ hôn đại. Chắc là phải hỏi có ý kiến bạn nữ đồng ý hay không, nếu không thì anh tát đi. Nhưng mà đồng hỏi người ta rồi, nhiều khi người ta im chứ người ta đâu có. Không lẽ nhờ cho anh hôn cái nghe, cái người ta gật đầu, không lẽ vậy? Cà này khó quá. Cà khó quá à? Xưa giờ chưa hôn ai hết trơn trời. Dạ chưa cô. Nhưng mà chắc cú là làm được không? Chắc được. Mà thích phụ nữ không? Có chứ. Có chứ. Hồi đó giờ có coi mấy phim tình cảm chưa? Con thì ít xem lắm, hay xem phim hành động. Hai chồng bây giờ về phải tập coi cái phim mấy tình cảm đi. Xem cái đây sống tình cảm quá khóc sướt mướt chứ. Không phải, coi cái tình cảm kia kia kìa để coi con người ta hung hết đồ sao. Vâng, cái đây để con về nghiên cứu thêm. Nghiên cứu thêm nha, không chứ không có kinh nghiệm chứ bạn gái là người ta không có chủ động đâu á. Rồi em đọc lên coi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Chào em tên là gì? Lời nói đầu tiên thì xin được gửi lời chào tới cô Cát Tường. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay con 26 tuổi, con tới từ Thanh Hóa. Mình đang làm gì ngoài Thanh Hóa? Dạ con làm đầu bếp ạ. Ồ, rồi hôm nay là vô đây ghi hình. Dạ. Làm đầu bếp là được bao nhiêu lâu rồi? Làm được 7 năm. Món gột của mình là món gì? Bây giờ thì đi làm phục vụ tiệc nên là nấu theo yêu cầu của gia đình. Là cái kiểu đãi tiệc, những món ăn như bò, gà, dạ, kiểu gì đó đúng không? Là menu cho gia đình. Menu đúng không? Dạ. Yêu gia đình rồi. Bữa nay tới em gái với dạ, em chào chị. Chào chị ở Cát Tường và mọi người trong đường quay. Em tên là Nguyễn Phạm Hoàng Anh. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Ninh Thuận. Đang làm công việc dạ, gì? Dạ, em hiện tại đang làm kỹ thuật viên xét nghiệm. Nhưng hiện tại em đi ở nhà chăm ba để học liên thông ạ. Đang học liên thông lên. Dạ. Là mình lấy máu rồi hả? Dạ. Rồi mình nghỉ học, nghỉ làm bao lâu rồi? Dạ, nghỉ làm cũng một năm, tại vì ba bệnh đó chị. Nên em tập trung vừa chăm ba vừa đi học liên thông luôn. Trời, cả hai đều là ở xa đến tham gia chương trình ghi hình hết ha. Rồi chúc cho hai bạn có những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh thật là vui. Trước giờ có hay đi du lịch đi chơi gì nhiều chưa? Dạ cũng đi nhiều nhưng mà đi học ở Quy Nhơn, đi học ở Quận B. Nên đi đến những nơi đó ạ. Quy Nhơn mình có ra Thanh Hóa là bao xa biết không? Cũng hơi xa. có chuyến bay đúng không? Dạ. Em thấy mình điểm mạnh điểm yếu trong công việc của mình là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, với là em thì hơi trung tình, cũng hay nói nhiều. Là điểm yếu? Dạ, điểm yếu em thì em nói nhanh, với em hơi hậu đậu. Không nhanh, hơi hậu đậu. Dạ, là hơi nóng tính. Hơi nóng tính nữa. Trời ơi. Có dự định là mình học liên thông đó là bao giờ xong? Rồi có ý định khi nào đi làm lại không? Dạ, em học liên thông thì khoảng 5 rưỡi em xong. Xong thì em sẽ sắp xếp gia đình xong ổn thì em đi làm lại. Còn điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì cưng? Con tưởng là một người chịu khó, vui tính, hoạt bát. Chắc điểm yếu thì chắc là hay quên, với lại cũng hơi nóng tính một xíu. Hay quên nấu đồ ăn, có nào quên nêm nếm không? Cái đấy thì không quên, nhưng mà mấy cái việc lita linh tinh thì hay quên. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ, nhà con ba người. Rồi mình gái đầu đứa con, với lại một em trai nữa. Thí tỷ mốt mà mình lấy vợ, ví dụ như gia đình bắt rễ chịu không? Cái đấy bố mẹ con cũng thoải mái nên là cũng chắc cũng được. Chơi luôn. Dạ. Còn bên đây giá tỷ lấy chồng mà xa xứ được không? Dạ được chị, tại em là cứ nghĩ là làm dâu được. Đúng rồi. Dạ. Ở đâu cũng quan trọng, có cái người mình yêu thương chăm sóc với mình là được rồi đúng không? Dạ. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình con thì hầu như đó chưa có, thời học sinh cũng say mưa say nắng sơ sơ chứ chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Bận công việc nên là cũng không để ý lắm. Trời đất ơi. Nếu bây giờ mà kiếm được cái người vừa ý thì khi nào tiến tới hôn nhân được? Cái đó tùy vào bạn nữa ạ. Nhưng bản thân mình á, cái mong muốn bản thân của mình thì càng sớm càng tốt. Nhưng mình đã có chuẩn bị gì để mà mình kết hôn chưa? Chẳng nói thật thì cũng chưa. Chưa có gì sao kết hôn sao tùy bằng nữ được. Bây giờ người ta quen, người ta kêu thì cưới rồi sao? Con thì thật thì gia đình cũng điều kiện kinh tế cũng không có lắm. Nên là nếu mà yêu nhau thì đi ngay với nhau lên từ hai bàn tay trắng, cũng không có kinh tế gì đâu. Dạ. Chứ trước giờ đi làm không dành dụm được gì trơn hả? Nhiều chi tiêu vào vấn đề gia đình với lại này kia. Cái tiệc con nấu mà lớn nhất là bao nhiêu? Khoảng người? Khoảng tầm 250 mâm. 250 mâm? Dạ. Rồi nấu bao nhiêu đó thì cần đội ngũ bao nhiêu người? Thì tùy vào số lượng, chắc khoảng tầm bữa là 5 người. 5 người nấu 250 mâm luôn dạ, hả? Dạ. Ồ.
Còn bên gái em gái thì sao nào, mình tình trường mình như thế nào? Dạ em thì một mối tình là chị, một mối tình là em lúc này học Quy Nhơn thì quen một bạn ở Sài Gòn yêu xa ạ. Sau quen một khoảng một năm thì bạn nói với em khoảng cách xa đó chị, mà em thì là con gái thì em cũng nhắn tin, thì mình là con gái thì mình thấy bạn trai thiệt thòi thì mình nhắn tin hỏi han, nhưng mà bạn trai thấy có vẻ như bạn không có không thông cảm, cũng không có thấu hiểu mình, là em dừng lại. Rồi trường hợp bạn trai bên này quan điểm suy nghĩ rằng bây giờ vợ chồng trẻ lấy nhau thì cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thì em nghĩ như thế nào? Em thấy bình thường, nếu bạn trai với người bạn với em á mà cùng nhau thấu hiểu với lại cùng nhau cố gắng á, thì thấu hiểu nhau thì cái gì khó khăn cũng vượt qua hết. Dạ. Ví dụ giờ hai đứa ra thuê nhà ở rồi đi làm vậy thì em có ngại không? Dạ không, nếu bạn trai trung tình thì em thành thật là em có thích. Vậy là cần nhất là khó khăn mấy thì mình cũng phải vượt qua được. Rồi em muốn cái mẫu người lý tưởng của em á, lại muốn tìm người mẫu như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì vương nhìn không bằng đẹp trai, miễn là 1m7 cho lên. Dạ. Dữ vậy, em cao nhiêu? Dạ em cao 1m65. Ồ, hèn chi cao quá, bên đây cao được nhiêu cưng? Chắc 1m66-67 kìa. 1m66-67 à hả? Dạ. Rồi thôi cố gắng, bên này phải con gái là nhìn dạ. Cao lén nữa ha. Dạ. Thôi quan trọng là nhìn có hợp nhãn dạ. hay không. Có yêu cầu gì nữa không? Hiếu thảo với lại là vui tính với lại biết trên nhường dưới. Rồi. Rồi bên đây sao? Tiêu chuẩn em tìm người vợ như thế nào? Thì cũng là một người hiền một chút, nói chung là sống thoải mái, không hay ghen là được rồi. Ủa em có lăng nhăng không mà em sợ người ghen? Không, ý là tùy, nhiều lúc công việc ra này kia anh em bình thường cũng không có gì cả mà sợ. Tính con thì không lăng nhăng, con trung tình. Chưa có người yêu sao biết trung tình, chưa có người yêu bao giờ? Thì theo quan điểm của con là vậy, xác định chứ không phải là qua đường. À, coi như quen ai xác định ai là rõ ràng, đâu đó đàng hoàng, dạ, phải không? Rồi, theo như em nghĩ, mong đợi nãy giờ là cô này như thế nào? Chắc là cũng hợp. Hợp? Dạ. Hợp dễ gì? Nhất là về quan điểm yêu lại quan điểm về cách sống. Đố em biết cổ tóc dài hay tóc ngắn, cổ đang mặc trang phục gì? Chắc tóc dài. Sao biết tóc dài? Đoán vậy. Dạ, em thích tóc dài hay tóc ngắn? Cũng thích tóc dài, nói chung là kiểu là người phụ nữ truyền thống. Còn em hình dung chàng trai bên này như thế nào? Em thì hình dung bạn trai thì vừa cân đối, với lại là gương mặt cũng vừa ưu nhìn. Ừ, đúng á, hai bạn này đoán nhau đúng á. Mà sao làm đầu bếp mà đâu thấy mập đâu ta? Tùy cái hệ hấp thu có mấy người chứ không phải là ai cũng như ai. Rồi ok, bây giờ mời hai bạn nha, nhìn về phía trái tim. Rồi, 1, 2, 3. Con muốn gửi cho bạn. Trời, lành quá ha. Ừ, cảm ơn. Tổng chỉ qua trái tim, không chỉ mà chỉ. Đó là tặng bạn, nghĩa là thì mình làm, chính tay mình làm. Chính tay mình làm, rồi ngồi xuống mở ra coi bạn gái làm quà gì tặng kìa, chính tay ta làm kìa. Xin phép. Nhẹ nhẹ thôi nè, ta tự tay làm mà đừng tự tay phá hoại đi. Dạ không, em là cái thiệp, còn cái món quà này em lựa. Cái thiệp cái này là làm. Người ta tặng, mà lý do gì ta lựa? Dạ em lựa cái thiệp thì chính vì em thấy là cái thiệp là nên, nếu được thì hai người cùng nhau đun đốc và đi đến hạnh phúc. À, thiệp nhiệt, rồi coi cái thiệp ta tự tay làm đó. Ồ, thân tặng anh. Thân tặng anh ha, chứ chưa dám thường ha, tại chưa biết có thường hay không ha. Em cảm nhận như thế nào về món quà và cái cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào? Thì cảm thấy là bạn cũng là một người khá là tình cảm. Sao biết tao quá tình cảm, khá tình cảm? cái thiệp nó lên bạn khá là người tình cảm. Dạ. Rồi lần đầu tiên nhìn thấy bạn gái thì cảm xúc của em như thế nào? Khá là run. Có rung có hợp là có điện rồi đó. Dạ. Còn em? Em thì bạn trai thì em cũng run. Nhưng mà em thấy bạn hiền, với là hơi nhút nhát. Đúng rồi. Em cũng hơi hiền, dạ. Nhút nhát. Cố gắng nha, mình tranh thủ mình tìm hiểu nhau nha. Thời gian trong chương trình thì không có nhiều. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn ăn một bữa cơm trưa tại nhà hàng. Rồi mình vừa ăn, mình vừa trò chuyện với nhau nha. Đây là món cá ngừ đại dương nướng tiêu với bột tạc ha. Thịt cá ngừ rất là ngọt, dai, thơm nè, đậm đà hương vị biển. Dùng kèm với khoai tây muối cao. Một trong những món signature rất là đặc biệt của nhà hàng My Model. Các em vừa thưởng thức mà nhớ là phải trò chuyện với nhau nha. Tự nhiên nha. Dạ vâng. Tự tin lên nha. Rồi, chúc hai em có một bữa ăn thật là ngon miệng. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Mời bạn ăn. Mời em. Bạn thấy mình còn đi học vậy, bạn thấy ngại không? Nói chung là cũng không ngại lắm. Nhiều lúc thì cũng bận công việc nên là cũng không có thời gian lắm. Công việc thì... Bạn
Bạn ở làm ở đây hay là làm ở quê? Làm ở quê luôn. Mình thì cũng ở quê, với lại cuối tuần thì mình lên Buôn Mê Thuột học. Buôn Mê Thuột đó hả? Buôn Mê Thuột mình học. Hơi xa thế hả? Ừ, hơi xa. Cuối tuần thì mình rảnh ở nhà, mình phụ mẹ nó chăm ba bệnh á. Yêu xa mà nhiều lúc cũng không quan tâm nhau được lắm thì bạn có suy nghĩ gì nữa? Nếu mà yêu xa mà bên hai đối phương cùng nhận, mình tuyệt cùng hiểu nhau, mình thấu hiểu nhau thì thông cảm được. Tại vì mình tính rồi đó, thì mình yêu xa từ một đối tượng yêu xa rồi thì mình thì là con gái, mình biết con trai thì được rồi. Họ xa mình là đối mình khoảng cách xa quá thì nó khó. Nên mình thấy nếu mà hai bên mình thấu hiểu nhau mà cùng thông cảm chia sẻ thì khoảng cách xa không là vấn đề. Anh còn thắc mắc gì mà? Hả? Anh thắc mắc gì thì hỏi em. Ờ, chắc thế đủ rồi. Nếu có cơ hội thì mình tìm hiểu xem sao. Dạ. Chắc anh là bếp cho ăn xuyên ở nhà nấu tại chợ nấu nấu ăn đúng không? Thì cũng chẳng mấy khi ở nhà đi suốt. Vì thời gian ở nhà không hầu như là ít ở nhà lắm. Em thì nó ăn không ngon nhưng mà nó hay xuống bếp. Mình thì đi làm, bây giờ đi làm tiệc nên là nhiều lúc cũng bận lắm. Ví dụ khi là đi từ tối mãi khuya, mãi 12 giờ tối mới nghỉ. Nếu mà nhiều khi mà tiệc liên tục thì có thể là chạy liên tục như vậy luôn. Anh có ngại yêu xa không? Nói chung là cũng không ngại lắm. Nếu mà xác định chủ động dành cho nhau, quan tâm nhau được không? Mình cũng quan trọng là tìm được một người hiểu biết, thông cảm một chút. Anh thấy ví dụ một người nói nhiều vậy, anh thấy có hết phiền không? Thì mình thì bình thường mà quen thì mình cũng nói nhiều lắm. Nhưng mà này thì chương trình thì đúng, đang hơi ngại một xíu. Vì lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có thể là gặp nói chuyện một hai lần, hai ba lần thì có thể là sẽ hoạt bát và vui vẻ hơn. Dạ, em thì tính hơi nói nhiều một tí. Thì cũng phải có người nói nhiều một chút. Dạ. Chứ hai bên mà ít nói thì mình thì bình thường không quen thì cũng ít nói lắm, ngại. Anh thấy sao tình trình Thanh Hóa với Linh Thuận thì anh thấy sao? Em thấy thì bình thường. Nếu mà tình yêu đó lớn thì không vấn đề. Thì mình đi cũng nhiều lắm, hầu như là đi đất nước Việt Nam thì sắp hết rồi. Nên là đi suốt rồi, đi từ ngày đến giờ nên là cũng không ở nhà. Chỉ có mỗi năm nay ở nhà là nhiều thôi. Rồi, nãy giờ ăn thử chưa? Dạ rồi. Rồi, sao? Dạ, rất ăn... ngon ạ. Rất ngon hả? Dạ. Tự nhiên nó nhai nhai đã. Nhai nhai đã, dễ thương quá, vô Sài Gòn ha. À, đi chơi cảnh đẹp ha, rộng thoáng mát, giờ được ăn ngon nữa ha. Dạ. Theo như em mà để tiến tới hôn nhân mà mình ở yêu xa như vậy thì mình tìm hiểu bao lâu thì mới có thể gọi là hiểu được? Cái đấy thì phải tìm hiểu khi nào mà công việc chắc cũng tập 2-3 tháng. Em thấy yêu xa nó có bất lợi không? Thì nó không có bất lợi, nhưng mà cái vấn đề là cái tình cảm mình dành cho nhau thế nào thôi. Ừ. Mà ngoài kia vào đây có ai đi theo chung với mình dạ, không? Đi với thầy giáo trong nghề. Còn em mình đi có phải ai đi chung với ai? Mẹ em. Đi với mẹ. Dạ. Rồi vậy giờ chị mời thầy em với là mời mẹ của bạn gái vào mình trò chuyện một xíu nha. Dạ, Tường chào chú ạ. Chào. Rồi chào cô. Hôm nay giờ ưu tiên nhà gái trước nha. Dạ. Thế cô đi vô chung với con gái luôn đó hả cô? Mi mệt không cô? Mà... là mình đi xe hay là đi đi xe vô mấy tiếng? Từ khoảng 9 giờ thì đến khoảng 5 giờ. Cô có nguyện vọng là mình sẽ tìm một cái con rể tương lai của mình như thế nào? Cái mong muốn của cô như thế cái nào? Mong muốn của mình là mình chỉ cần là coi như một con thần để là biết trung thành với vợ con và thương yêu gia đình thôi, chứ cũng không muốn cái gì hết. Tại vì nói chung là có nghề có nghiệp thì tự làm ăn. Nếu sao chung thủy và coi như là chỉ biết cách cư xử với là người lớn với là người già đồ, coi như nói chung biết thương người, có cái tính nhân ái là được rồi. Chứ không có muốn gì hơn hết. Nhưng mà ví dụ như mà con gái phải là quen với người yêu ở xa rồi phải gả đi xa thì cô có không? Cái đó là cái không quan trọng. Đối với chàng trai này thì cái khách quan đầu tiên thì cô có cái cảm nhận như thế nào? Không, thì nhìn thì thấy cháu cũng hiền lành, dễ thương. Chỉ muốn mong sao mà nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì coi như là con cứ chỉ cần chung thủy và thương yêu vợ là được rồi thôi. Rồi, cảm ơn cô. Ê, không biết còn thầy thì sao ạ? Với tư cách là thầy đã dạy cho trò tất cả được bao lâu ạ? Dạy được môn gì ạ? Từ hơn 2 năm trước là xuống Thanh Hóa set up một cái nhà hàng. Dạ. Anh là một chuyên gia ẩm thực từ người Malaysia. Là đầu tiên gặp nhau là thật sự là ở Việt Nam là 13 năm rồi để mà mới biết tiếng Việt. Là đầu tiên gặp nhau em này ấy, rất là
thứ nhất thấy là chưa có bạn gái, chưa có gì hết, cũng là rất là nhiệt tình ở trong công việc. Nửa năm sau có một cái việc ở Đà Nẵng, The Sun World, sau đó là kêu một phát thằng em cũng đã lên liền, cảm giác là em này là rất là yêu công việc, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ thành công. Bản thân anh cũng là đi nhiều nơi, nhiều thầy trò, nhiều trò. Anh cũng sống ở Hà Nội rất là lâu, là người Hà Nội, cũng có người nói người Thanh Hóa không tin tình được. Chắc chắn người Việt Nam sẽ suy nghĩ cái đó. Là lúc anh sang Thanh Hóa làm 3 tháng công việc ở trong đó, thấy tất cả trò của người Thanh Hóa rất là tình cảm, quá tình cảm luôn. Thật ra người ta nói gì cũng là tùy người. Đúng rồi. Ở đâu cũng có người tốt người xấu. Chính xác. Nhưng mà rồi hôm nay về cái chuyện mà tình duyên của Tuấn đó, thì anh đứng đây là mình cũng có kinh nghiệm, anh có gia đình rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì anh nhận xét cô bé bên này như thế nào ạ? Thấy như thế nào? Nhiều khi xong công việc nhậu cùng cũng có nói, Tuấn ơi mày thích con gái kiểu nào, là chắc là học. Nhiều tiền quá cũng không hạnh phúc đâu. Vừa vừa thôi. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn ha. Chúc cho hai thầy trò là sẽ đi set up được nhiều nơi để cho mọi người được thưởng thức những cái món ăn ngon từ hai thầy trò. Dạ, con cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh nha. Em bắt tay anh cái ha. Rồi, cảm ơn anh. Nào, bây giờ người bóc lá bài chơi nè, đọc lên cái yêu cầu trong trỏng cho hiểu nhau thêm thôi. Rồi, đọc lớn lên đi hai em. Bạn trai đọc trước nè. Hãy chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân của bạn. Theo bạn, ai nên chủ động và chủ động thế nào? Nhỏ chưa có hôn, nhỏ không biết. Giờ theo như em, một cái mối quan hệ nam nữ thì ai là người chủ động? Chắc là bạn nam cậu. Bạn nam mà em biết mà em đã chủ động hôn bao giờ chưa? Chưa cô ạ. Chưa, rồi mình nhắm mình làm được không? Chắc là sơ sương sương được. Thì mình chủ động mà nếu mình không biết làm rồi làm sao mình làm? Dạ, thế phải học tập thêm. Học tập ở đâu? Thì bây giờ cái này khó quá. Chiều nay về nhậu hỏi thầy nha, không coi kinh nghiệm thầy coi sao. Dạ tỷ, như bây giờ thí dụ như mình thấy là tình cảm nó cũng tìm hiểu chín mùi rồi, giờ mình muốn hôn bạn gái thì mình làm sao cho nó đừng có kỳ rồi rủi người ta từ chối hay là người ta đồng ý gì đó, mình phải làm sao? Theo như em, mình từng bước mình làm như thế nào? Khó, chưa bao giờ. Bây giờ mình phải không chưa thì bây giờ mình phải thử tưởng tượng chứ. Chắc là kiếm chỗ nào vắng hôn tạm cái. Hôn tạm hả? Trời ơi, hôn mà tạm nhào vô hôn luôn, hay là có xin, hay là chỉ cần thử rà, hay là mình có xin có nó cho anh hôn em nghe, hay là mình cứ hôn đại? Chắc là phải hỏi có ý kiến bạn nữ đồng ý hay không, nếu không thì anh tát. Nhưng mà đồng hỏi người ta rồi, nhiều khi người ta im chứ, người ta đâu có, không lẽ nhờ cho anh hôn cái nghe, cái người ta gật đầu, không lẽ vậy? Cà này khó quá. Cà khó quá à? Xưa giờ chưa hôn ai hết trơn trọi. Dạ chưa cô. Nhưng mà chắc cú là làm được không? Chắc được. Mà thích phụ nữ không? Có chứ. Có chứ. Hồi đó giờ có coi mấy phim tình cảm chưa? Con thì ít xem lắm, hay xem phim hành động. Hai chồng bây giờ về phải tập coi cái phim mấy tình cảm đi. Xem cái đây sống tình cảm quá khóc sướt mướt chứ. Không phải, coi cái tình cảm kia kìa để coi người ta hung hết đồn sao. Vâng, cái đấy để con về nghiên cứu thêm. Nghiên cứu thêm nha, không chứ không có kinh nghiệm chứ, bạn gái là người ta không có chủ động đâu á. Rồi em đọc lên kia. Thử hình dung hôm nay là sinh nhật của bạn gái. Bạn trai hãy nắm tay nói một lời nào đó thay bằng món quà vật chất. Dạ, đứng qua đây, đi qua đây đi. Hôm nay là sinh nhật bạn gái, nhưng mà bây giờ mình lại không có đem chuẩn bị quà. Xin được nắm tay bạn gái, phải xin nè. Rồi mình nói cái gì đó, thế cái quà, bây giờ mình quên quà mất tiêu rồi. Rồi, mời em qua thử coi. Mà đứng bên đây, đi vòng qua hướng này. Mời bạn gái đứng lên rồi nói gì đó, nói đi. Sao cầm tay à? Từ đó, nói chuyện với bạn gái nè. Khó thật. Bỏ qua được không cô? Không, sao bỏ qua? Cả chưa làm bao giờ. Chưa, cái gì cũng phải có sự bắt đầu. Bắt đầu. Cái này mình mới có ví dụ thôi à. Ví dụ thôi mà mình làm không được, mới mốt thiệt sao làm được. Cho xin phép nắm tay em. Thì cũng cân nhau cũng lâu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật em thì thật sự do công việc bận quá, anh không chuẩn bị quà cho em được. Thì chẳng có gì ngoài lời chúc cho em sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, thành công. Có hứa hẹn gì không? Là lần sau rồi gì không? Lần sau bù sau. Ở đó, lần sau bù sau. Rồi được rồi, tôi chán ông quá. Ông giống như ông chúc mừng sinh nhật đại trà trong lớp vậy, bạn gái nó khác nữa. Lần đầu cô. Lần đầu, đúng ha. Rồi. Chưa, từ nhỏ lớn chưa chúc mừng sinh nhật ai. Mà có nắm tay bạn gái nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Trời, cái gì nó cũng chưa hết trơn vậy.
Nhưng mà cầm tay bạn gái có thấy xúc động gì không? Có rung động gì không? Có điện không? Thấy cũng bình thường. Bình thường cầm tay ông thầy có xúc động, có rung động gì không? Con cầm tay thầy nặng. Coi chừng coi kiểm tra lại giới tính nha. Bình thường có men. Men. Dạ. Rồi bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay nè, hai bạn gặp nhau nha. Có món quà tinh thần văn nghệ gì hát tặng nhau cho nó vui đi. Nấu bếp là thường hay vừa nấu vừa hát lắm. Hát dở lắm cô. Kệ, làm bao câu cho nó vui. Sao cái gì ổng cũng phải làm không được kìa, làm sao ổng lấy vợ trời. Ế rồi rồi cô. Bởi ế thì bây giờ phải cố gắng hết ế đi chứ. Rồi hai bàn tay trắng này cũng phải có một chút ngón nghề chứ. Đúng không? Rồi thôi em cứu bạn, rồi. Anh nè. Em hát một bài Dù Cách Cách Xa. Rồi, vỗ tay. Biết đâu em nhẹ nhẹ nắng trời mơ nãy cỡ dù tình. Biết đâu sơ sơ chẳng cho em thêm để lời một bóng hình. Hãy tình dừng trái tim để cơ gì hẹn bóp anh. Dù cho mình kén xa. Sao người ta cứu mình ha, mình cảm nhận sao? Cảm ơn bạn gái rất là nhiều. Cảm ơn bạn gái rất là nhiều. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm về tường nhé. Nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây, đứng với nhau. Rồi, nắm tay nhau, hồi nãy xin phép là nắm vì chương trình, còn bây giờ là nắm vì hai bạn. Nắm thật sự vì hôm nay mình đã bấm nút. Bấm thì phải cố gắng dành thời gian. Mặc dù ở xa, bây giờ thì cũng có công nghệ hỗ trợ mình rất nhiều. Nhắn tin, gọi điện, thậm chí vẫn có thể FaceTime nhìn thấy mặt nhau để mình chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống. Chị Tường tặng em gái một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Về phía nhà hàng cũng xin tặng cho hai bạn nha. Đây là 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa. Hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Chúc hai bạn thật là vui, hạnh phúc. Cảm ơn chị. Rồi, kính thưa quý vị, cũng hơi hồi hộp, đừng quãng đường. Không quãng đường xa xa xôi đến đây và cuối cùng thì cũng có chút thành quả. Và bây giờ thì chúng ta tạm biệt thôi.